Bạn đang thấy bên trong là một cá thể bọ ngựa. Nhìn tầm này thì chắc đã lột xác 2-3 lần. Này là được mua từ chủ pet nào đó, chứ không phải gửi từ Amazon về đâu nha. Trước mình cũng mê mẩn mấy cái thể loại này cực. Đó, thấy chưa? Ngay từ nhỏ đã thấy nó thần thái ghê hơn. Đáng đồng tiền. Dòng này mà có ở Việt Nam thì chắc phải một rách một con như bạn đang thấy.